Đi chụp phê sao phải không? Không ăn. Chờ bụng biết ăn không ơi. À, bụng ăn ha tay. Cơm nha. Vàng đều. Đây là nấm mà. Nấm nướng xả ớt. Nấm bào ngư nướng xả ớt. Ăn đi, ăn đi. Đây là nhà anh Hải. Hôm nay là nhà anh Hải. Hôm nay để mà chơi. Đây nhà anh trồng mấy cây táo, táo tàu. Đây là lựu. Lựu quá trời nè, đó thấy chưa bà con. Đó. Tại táo, táo tàu nó mới ra nhưng mà nó sai lắm, nhưng mà nó chưa chín, mới trái không à. Ngon, chất lượng. Đây là coi như là làm cái món coi như là nấm ha. Xong ướp, ướp xong gia vị vô, nóng lắm á. Có cái kìm anh Hải cầm để mình dặn cái này nè. Bởi phi phòng á. Mấy cái dây cháy nó thơm á. Nấm rồi xong gia vị vô, bắt đầu bỏ cái dĩ lên nướng để mà nhậu. Nướng quá ăn cái rất là thơm ngon. Ăn bốc ngon hơn. Đúng là ăn bốc ngon. Ăn đi con. Để cho nó tới ăn, kêu mấy đứa nhỏ, mấy đứa trong kia ra. Nấm ở ngoài bên đó, bên đó có mấy miếng. Tiếp tục, tiếp tục. Coi nè, đó. Xong bỏ vô, bỏ lên đây nè, gấp xuống. Nó nè, đó. Nước này, cái dĩ này mới nhiều nè, ăn không? Bữa cái dĩ này không đủ ăn vậy? À, bữa đi gặp cái dĩ này mừng quá trời luôn. Em cũng mua một cái là bên chưa khui nữa. Thì bữa nào qua nhà em chơi thì có cái dĩ đó. Đúng không? Hai dĩ, mỗi nhà cái dĩ đúng không? Ở lên nhà nào là có cái dĩ nhà đó. Em rải ra, đừng có dày quá, rải ra. Mỏng 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 đó. Đó, dày được rồi đó. Rồi vô. Ôi, trời ơi, còn sống. Đó, được hấp dẫn. Hấp dẫn nè, đó bà con. Thấy chưa? Úp gia vị vô. Xong rồi nướng. Rất là đơn giản và ngon. Tuyệt vời. Người đẹp đầu bếp đứng đây. Người đẹp đầu bếp. Em đi vô thằng máy cắt. Cái này là khỏi chấm. Cá sống nhà lá. Đây, anh nói học đường câu á. Sao ít vậy? Còn hai bên đây. Thợ chánh là chánh nha. Bên đây nè em. Thợ chánh là chánh nha. Em. Vậy, còn bên đây kêu làm thư hư em gọi. Làm thư thư mà ý là cái dĩ nó còn nè. Ai biết đâu, hơi cãi lỡ đợt này, đợt sau đi. Đây là sớm đây. Nhà lá, đây sớm nhà tường. Làm kêu mấy đứa kia ra. Lên chanh này nha. Lên chanh á. Buồn gì? Nãy ăn chết. Ăn đi con. Ăn đủ, ăn đủ quá. Ăn miếng cho vui, ngon lắm á. Thử đi. Trời ơi, ăn mà no là đâu cho đủ. Ông này cho nó đó, đó cho bố con. Con mẹ đưa cho nó đó. Ồ, nặng chanh vô thêm ngon anh. Nặng thêm miếng chua ngon ghê. Dạ, cảm ơn.
Ngay ngay ngay. Nặng vô, nặng vô. Nặng miếng chanh vô thêm ngon. Có cái nước trong này, nước cam bên này. Kem nặng. Nước đầy đủ á. Nặng chanh vô gì này kem. Nên mình để cho mình làm sẵn cho con ăn. Đây này. Đây nè, rồi bỏ mushroom vô đây này, nó mới chua chua mới ấy vô. Đưa đây cho mẹ, rồi chấm vậy ăn. Chấm với cái này. Ăn với cái này nè. Rồi. Rồi. Đây là bắp. Bắp cũng nướng luôn. Này đổ. Đây con. Rồi ba nấu chè, ba điện em á. Em có chút xíu gì em qua tới ba nấu chín nè. Nhanh nè. Đi qua lâu chứ hả? Hả? Em qua lúc em người ta điện mà tới ngày qua mới qua tới chỗ luôn hả? Ốm luôn á má. Không có, hồi sáng ba điện. Xong rồi bà nói là bà nhắn tin, bà nói chị 2 giờ mới lên. Xong rồi nói ủa 2 giờ lên thôi, để chị lên đi, tại vì chị lên mới nấu mà. Không á, em đâu biết bên đây bà nấu chè đâu. Thì chị điện em khoảng nửa tiếng hồi sau em qua, chị nấu xong rồi chè. Để em mới nói đó. Mới nói chị điện qua kêu nấu chè, mà nó qua chị nấu xong nói vậy là chị điện em ngày tới mấy ngày hôm qua sao em mới tới chỗ em thôi ạ. Nó siêu đi. Ngon ghê. Ngon ghê ăn. Ngon quá ngon luôn. Đây. Đó, quá ngon luôn. Ủa em uống không ngon ăn. Ăn đi, giới thiệu đi. Đó. Cái này là nắm, đưa nắm. Sát mặt như vậy. Đó. Mày mặt là xấu chết mà đưa sát mặt như vậy. Rồi, giới thiệu đi. Đây là nắm. Ăn bắp, ăn dụng. Nắm nữa mà ướp với xả, nướng. Nướng kiểu này, nướng kiểu khác. Nướng kiểu này cũng khác cho nên cái nắm nó khác nhau. Sao nướng này ngon hơn bữa mình xé xé ha. Nướng này ngon hơn. Nướng cái này, xong rồi chấm muối tiêu chanh. Ngon. Gì đó. Okay, ăn thêm cộng dâm nữa. Đây. Đây ăn là chè ăn. Siêu mẫu Big Tờ View. Quay qua đây. Mẫu hậu. Ừ, ăn ăn đi sao nữa lấy hoài vậy. Ngon ghê vậy. Ngon hơn nữa. Cái cái dĩa này nhanh ăn hơn. Nhớ bỏ chanh vô chua chua ngon hơn. Đây là cái dĩa lâu mà than cũng có nó cái dĩa tại cái dĩa cũng có mà cái than chắc. Ủa, cái quay rõ luôn ha. Trời ơi, quay rõ luôn á. Đây là quay lên trên YouTube mấy anh. Nay đang ở trên YouTube á. Thì Facebook cũng được thôi. Bỏ cái nào cũng được. Bỏ vô chưa? Bỏ vô rồi á. Bỏ vô rồi mình qua Facebook. Ở gia đình Việt Nam là thấy luôn á. Lên kênh là thấy luôn á. YouTube nó đang quay á. Xong nhiều view cái bắt đầu đăng ký lấy tiền. Đúng không? Đăng ký Facebook cho tiền. Nói ở Mỹ dịch đâu dịch là thấy ngầu để ăn tự nhiên đi. Em quay cho. Nó không quay cho anh Sang nè, nở đây là đây Mr. À. Sang giỏ. Dạ. Thấy giỏ nè. Dịch thì dịch mà ăn thì vẫn ăn. Dịch thì dịch mà ăn thì ăn. Mushroom nướng. Ngầu chưa. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn ăn với cái nấm. Mushroom nướng. Này là bánh tráng chi. Ngon con. Thử coi đọc chiêu không. Táo bào, yes. Thế thì táo bào hết chưa? Cháy dữ quá, gì nó cháy quá vậy trả tao. Anh Hải. Có cái đồ cuối này không? Được là có, anh cứ vậy. Táo bào. Nó nổ chết á. Cái này nồi bò nhỏ mình thay rồi. Anh mà mở tay. Mấy hèn ngon không? Ngon. Mấy cái hai đứa nó hát nè. Ngay. Ngon. Hai đứa nó hát xong ra đồ ăn chấm với tiếng nhanh nè. Ngon. Lan, nhìn vô trên trái dưa lọc trái không?
quá trời, táo quá trái. Hello King, ăn ngon không con? Ngon không? King, nhìn đây nè. Say hi đi King. Hi everybody đi. Đi đâu mà dẫn mấy chị ơi là đảm bảo ngon. Rồi Sam, rửa nha. Rồi. Tắt chưa anh à, anh Sang? Tắt được chưa? Tắt livestream đi. Con chưa thằng đang hát hả?